Liên quan đến vụ lở đất vùi lấp một chốt cảnh sát giao thông tại tỉnh Lâm Đồng, từ chiều qua cả nước dõi về đèo Bảo Lộc và trong một phép màu, nhưng mong mỏi không thành khi đến trưa nay thi thể nạn nhân thứ tư được tìm thấy. Chiều qua sau những trận mưa lớn kéo dài, đèo Bảo Lộc bị sạt lở nhiều điểm, hàng trăm khối đất đá sạt lở từ trên đỉnh đồi có chiều dài 50m, cao 3m tràn xuống trụ sở trạm cảnh sát giao thông Maragui thuộc phòng cảnh sát giao thông công an Lâm Đồng. Ba cảnh sát giao thông và một người dân bị vùi lấp. Tỉnh quy động 200 cán bộ chiến sĩ công an, quân đội và lực lượng khác cùng với hàng chục phương tiện máy móc tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp, khắc phục hậu quả. Đến tối qua, thi thể ba chiến sĩ công an được tìm thấy. Sáng nay công tác cứu hộ vẫn được tiếp tục thực hiện. Hàng trăm người, hàng chục phương tiện cào lớp đất đá dài hàng mét để tiến sâu vào trong trạm, tìm kiếm nạn nhân cuối cùng. Đến khoảng 12 giờ, thi thể nạn nhân thứ tư được tìm thấy dưới đống đá. Tối qua, tại nhà chỉnh biệt của Trung tâm Y tế huyện Đà Oai, chỉ có tiếng khóc và những nỗi đau. Tiếng khóc của người ở lại và đồng đội của ba chiến sĩ cảnh sát giao thông át cả tiếng mưa tuôn ngoài trời, bởi mất mát về nhân mạng là không gì bù đắp được. Dù cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng ông Lê Ngọc Vĩnh, 72 tuổi, quê Hà Tĩnh, vẫn không thể cầm được nước mắt trước nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ông cho biết, theo kế hoạch, gia đình từ quê vào Lâm Đồng, nơi con trai là Đại úy Lê Ánh Sáng, 33 tuổi, cán bộ cảnh sát giao thông trạm Medagui, công tác để chuẩn bị cho lễ cưới. Đại úy Sáng là một trong ba chiến sĩ công an hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc. Ông Vĩnh nghẹn lời, hai con chưa làm đám hỏi xong, dự định 30 tháng 7 âm lịch này sẽ tổ chức đám cưới. Nào ngờ, chuyến đi tưởng chừng là hạnh phúc thì cả gia đình lại đón con về trong cảnh mất mát đau thương. Thiếu tá Nguyễn Xuân Trung và Đại úy Nguyễn Văn Hưng là hai người may mắn thoát nạn trong khoảnh khắc định mệnh khi vụ sạt lở xảy ra. Dù đang bị thương ở chân, đi lại khó khăn, nhưng trắng đêm qua, các anh không ngủ, trực bên thi thể ba đồng đội hy sinh. Bởi với các anh, có nỗi đau nào bằng việc mất đi những đồng đội thân yêu? Bộ Công an quyết định truy thăng quân hàm cho ba chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an Lâm Đồng hy sinh trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc khi đang làm nhiệm vụ. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình có người bị nạn, đồng thời chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng trích các nguồn kinh phí, bố trí lực lượng hỗ trợ và tổ chức tang lễ cho các cán bộ chiến sĩ hy sinh và người dân tử vong trong vụ sạt lở. Theo thống kê, từ ngày 27 tháng 7 đến 13 giờ chiều qua, tại trạm đèo Bảo Lộc, mưa lên đến hơn 370mm. Một số khu vực khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như Thủy điện Đam Tri tại huyện Bảo Lâm gần 350mm, Lộc Tân gần 340mm hay ở Đạ Oai gần 300mm. Trong công điện khẩn ban hành sáng nay, tỉnh chỉ đạo các lực lượng liên quan lên phương án sơ tán ngay những hộ dân tại khu vực chân núi, bởi theo dự báo, những ngày tới mưa lớn còn tiếp diễn. Trong công điện khẩn ban hành sáng nay, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc rà soát những khu dân cư, trường học, công sở, doanh trại, đóng ven sông suối, sườn dốc để sớm phát hiện cảnh báo nguy cơ sạt lở khi xảy ra mưa lớn, trong đó lưu ý khu vực đồi núi dọc quốc lộ, tỉnh lộ, nhất là nơi tập trung đông dân cư. Những hộ sống ở chân núi, độ dốc lớn phải kiên quyết di dời, kể cả cưỡng chế nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng tài sản. Các đơn vị cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn tại các ngầm tràn, đường, bến đò, khu vực nguy hiểm. Xử lý nghiêm việc tập kết vật liệu, công trình, nhà xưởng, xây trái phép ở lòng, bãi sông, suối gây cản trở thoát lũ. Những tấm ảnh được đồng nghiệp chúng tôi từ báo Tuổi Trẻ chụp bằng flycam cho thấy phía trên khu vực sạt lở là đồi sầu riêng rộng nhiều hecta, còn xung quanh là rừng. Một phần đồi còn bị cạo trọc để trồng sầu riêng, và rồi rất nhiều câu hỏi được đặt ra về nguyên nhân dẫn đến vụ sạt lở, về trách nhiệm của người quản lý. Khoảnh khắc cả giạt đồi đổ ụp xuống càng khiến cho lòng người đau đớn vạn phần.
phía sau khu vực trạm cảnh sát giao thông Maragui trên đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng là một ngọn đồi được trồng sầu riêng. Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ cho biết toàn bộ diện tích này là đất lâm nghiệp, vườn, được trồng cách đây 4 năm. Trong khi đó, toàn bộ diện tích của chốt cảnh sát giao thông hơn 500m2 và một phần nhỏ đồi sầu riêng phía sau nối liền với khuôn viên trạm là đất ngoài lâm nghiệp. Chủ vườn dẫn nước từ các con suối về để tưới vườn sầu riêng, chứ không khoan giếng như nhiều thông tin trước đó. Vậy việc có phải khu trồng sầu riêng phía sau trạm là nguyên nhân chính gây sạt lở? Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết hiện chưa có cơ sở khẳng định. Sạt lở là tổng hợp nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do kết cấu đất ba gian và mưa lớn cực đoan gây biến đổi kết cấu chung trong khu vực. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng chỉ đạo mời các chuyên gia địa chất xác định nguyên nhân vụ sạt lở, đánh giá địa chất toàn bộ tuyến đèo Bảo Lộc và các tuyến đèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để có giải pháp lâu dài.